Thưa quý khán giả, miền Tây đang vào mùa măng cụt, nhiều du khách chọn tham quan những vườn trái xum xuê mát mẻ. Và đây cũng là cơ hội để thưởng thức món gói gà măng cụt đang sốt trần trần trên mạng xã hội. Món ăn này không phải quá mới mẻ, nhưng những ngày gần đây lại chiếm sóng mạng xã hội, thôi thúc nhiều người muốn tìm hiểu, nếm thử. Khoảng hơn 10 năm trước, nhiều nhà vườn ở xã Nhân Kĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bắt đầu chế biến món ăn này. Và cứ mỗi mùa măng cụt, khách đến chơi, ngoài việc hái trái chín, thì người nào cũng muốn nếm thử món gỏi măng cụt. Nếu như trước kia, hầu như nhà vườn chỉ lựa những trái măng cụt dạt, xấu, nhiều mủ để làm gỏi, thì giờ đây tuyển chọn những trái to, chất lượng để phục vụ du khách. Em thử cái món ăn này cũng chính cái nơi là khu du lịch Lung Cù Cần này luôn, đó là khoảng 10 năm về trước. Đến bây giờ thì mới quay lại để thưởng thức lại, bởi vì trong thời gian vừa qua là quá là hot luôn, nên em phải quay lại thưởng thức lại mới được. Măng cụt có thể làm gỏi với nhiều loại thực phẩm khác như thịt gà, tôm, thịt heo, cách làm tương tự những món gỏi bình thường. Kỳ công nằm ở khâu xử lý, do loại trái này lúc còn sống thì vỏ cứng, nhiều mủ. Khi gọt thường dùng dao cắt hai đầu trước, sau đó lần lượt gọt hết phần vỏ ngoài, chỉ giữ lại ruột trắng bên trong. Khi gọt vỏ phải xả nước dưới vòi nước nhẹ để không chín mủ. Sau khi gọt xong, ngâm ruột măng cụt vào nước lạnh. Khoảng hơn 10kg măng cụt xanh mới gọt ra được 2kg ruột. Miếng gỏi măng cụt ăn vào giòn dai sực sực, vừa có vị ngọt thanh, vừa có vị hơi chua chát của hạt măng cụt non, cộng với vị ngọt vừa dai mềm của thịt gà, gia vị, vị bùi của đậu phộng rang, rau răm, ớt cay cay. Món ăn này được nhiều người săn lùng thưởng thức, cũng bởi chỉ có duy nhất một mùa trong năm, đó là vào mùa hè lúc vị măng cụt còn xanh.